Và tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp theo cô hướng dẫn cho các bạn phần part 4 ha. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đọc những cái từ vựng mới với cô nè. X là quả trứng, eyes là mắt, mouth là miệng, skirt là chân váy ha, hockey là môn khúc côn cầu, water là nước, legs là chân, zoo là sở thú. Rồi thì cái bài đọc này thì nó sẽ diễn tả về a crocodile là con cá sấu. I am a long green animal. Tôi là một cái con vật dài xanh, màu xanh và dài. My baby come from eggs là những đứa con của tôi thì nó được sinh ra từ những quả trứng. I can see with two big eyes. Là tôi nhìn bằng hai cái con mắt to của tôi. And eat animals with my very big mouth. Và tôi ăn những cái loài động vật bằng cái miệng to của tôi ha. I can work and run on my short legs là tôi có thể đi và chạy trên trên cái đôi chân ngắn của tôi. I swim in the water là tôi bơi ở trong nước ha, tôi bơi trong nước. And I live next to it và tôi sống ở gần đó nè. Children come and see me in the zoo. Những đứa trẻ thì đến và nhìn xem tôi ở sở thú. What am I? Tôi là gì? I'm a crocodile. Tôi là con cá sấu. Ok, bây giờ chúng ta qua phần part 5. Dịch với cô câu này. Where is the girl with brown hair? Cô gái mà có cái mái tóc màu nâu thì ở đâu? Helicopter. Là cô gái này nè các bạn. How many people are sitting down? Có bao nhiêu người đang ngồi? How many? Two. Ok. Rồi, đó là example, là cái ví dụ. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần câu hỏi nha. What color is the school? Có nghĩa là hỏi là cái trường màu gì. Nhưng mà do ở đây là trắng đen nên là cô không có trả lời với con được. Nên là các bạn trả lời màu gì cũng được. Nhưng mà quan trọng là các bạn hiểu cái câu hỏi là được rồi. Ok, what color is the school? Number two. How many trees are there? Có bao nhiêu cái cây? How many trees are there? 1, 2, 3, 4. Vậy thì các bạn viết vào đây là 4. And where are the children? Where are the children? Là những đứa trẻ thì đang ở đâu các bạn? Có phải đang ở sân trường không? Sân trường là gì? School yard. School yard. School yard là sân trường. Rồi, number 4. Who is waving? Who is waving? Waving là vẩy tay ha. Who is waving? Là the boy, cậu bé đang vẫy tay. What is the woman doing? What is the woman doing? Người phụ nữ thì đang làm gì? Okay, taking a photo. Nghĩa là người phụ nữ đang chụp hình. Ok, vậy là cô đã hướng dẫn xong cho các bạn phần 5 part của Reading và Writing nha. Này, các bạn xem lại và đánh giá lại xem chúng ta đúng được bao nhiêu câu nha. Ok, thank you, goodbye class.